đang đua hả? Lâu chưa anh? Hả? Lâu chưa? Đua xong rồi hả? Chưa, mới cửa sạn xuống bác. Wow, các bạn ơi, lần sau kiếm chỗ nào gửi xe. Ở đây giờ Duy đang đứng ngay đường quốc lộ 91 này, là đường đi vào bốn thành phố Châu Đốc, thì có cái đình là đình Thần Bình Mỹ các bạn. Thì hôm nay thì nhằm cái lễ hội cầu an đình Thần Bình Mỹ ha. Ok, hay quá.